Con trai bắt tuổi hợi á, thì lại đặt bếp lên sơn tuổi, thì đặt vào cái sơn hợi này không được. Khi đặt lên sơn hợi thì nó hay xảy ra vấn đề là ốm đau bệnh tật mà tai nạn bất ngờ. Đấy thì không có đặt bếp vào đây là cái thứ nhất. Thứ hai là cái phương vị chính thần là cái phương vị tây bắc này, thì không nên đặt bếp vào cái phương vị tây bắc này. Đó là phương thứ hai. Thì khi mà đặt bếp vào đây làm cho người trong nhà nó hay mắc các bệnh về xương khớp cuộc sống, đó, hay mắc các bệnh về đầu, đau đầu. Nhá, là vấn đề thứ hai. Và vấn đề thứ ba này, vấn đề thứ ba là bếp này đang dựa vào nhà vệ sinh. Đó, thì trong phong thủy thì bếp thì không nên được dựa vào nhà vệ sinh. Đấy, đó là vấn đề thứ ba. Nên là mình không có nấu ở đây. Bỏ cái bếp đây đi. Mình là cái hướng 120 độ Đông Nam. Đó là Đông Nam thì có ba sơn là Thìn, Tốn, Tỵ. Đó. Thì nhà mình là 120 độ. Thì đối với cái hướng này này, thì nhà mình là nhà hướng Thìn. Nhà hướng Thìn. Là nghĩa là sao? Thì nhà này hướng này thì nó có ba sơn Thìn, Tốn, Tỵ là nhà mình hướng Thìn, được chưa? Là 120 độ. Nhá, bác hiểu không? Thì với cái hướng này này, thì cái phía trước này mà nhà mình mở cửa vào tốn này á, cái sân tốn mà nó chưa có thủy dưỡng ở phía trước này này, thì nó làm cho cái con gái trưởng nó bất lợi. Đó, làm cho cái vén nở trong nhà phát triển không đồng đều. Là con gái đó. Dạ. Là không được tốt đó. Đúng rồi. Thì khi mà cái hướng mà Đông Nam mà phía trước này nó chưa có thủy dưỡng á, thì nó làm cho cái công việc đổ bằng nó không có thuận lợi. Nhá. Nên là phía trước này bác đặt cho con hai cái thạch thủy bình ở hai bên cửa này này. Đặt cái gì? Hai cái thạch thủy bình. Mẫu con gửi cho. Đặt thủy bình ạ. Đúng rồi. Bây giờ bác cứ con hướng dẫn cho, xong về nói anh con trai á, anh chỉ lại cho. Bây giờ bác không biết đường đâu mà lần. Rồi nhờ thầy chụp nổi cho cháu. Dạ, thì ý là bây giờ con quay video đưa lại cho ảnh. Rồi. Rồi hồ sơ con đưa cứ anh con trai anh chỉ cho. Rồi. Nhá. Thì nên đặt hai cái thạch thủy bình ở đây này. Vâng. Đó. Thì các cái ở đây thì bố trí lại vị trí ngủ thôi thì không vấn đề gì. Nhưng giường đặt như thế này còn đặt chưa, hoặc là chân mà đặt ra đây. Chân đặt ra không vấn đề gì đâu. Giường thì tí con kê lại cho. Nhá. Rồi. Thì căn bản này. Nhà mình thì phía trước thì mình chỉ đặt nước là ổn định, không vấn đề gì. Nhà thì vuông vắn không ảnh hưởng gì cả. Đó, nhưng mà giờ nhà mình thì hai bếp này. Nhưng mà giờ cái phương vị Tây Nam này thì ở thời vận này thì đặt bếp vào đây là được. Nhưng bác lại không nấu ở đây. À, lại không có tác dụng. Mà bác lại đưa bếp xuống cái phương vị Tây Bắc nấu. Thì thành ra khi mà nấu ở đấy nó bất lợi cho công việc. Người trong nhà nó hay ốm đau bệnh tật, hay cái mắc bệnh về xương khớp cuộc sống. Nên là bác chuyển về đây nấu này. Chuyển về cái bếp này nấu. Cái bếp này nấu ở đây này, không nấu ở kia. Với lại cái bếp ở đây này. Cái bếp mà bác đặt ở đây này. Đấy. Thì nhà bác này anh ấy tuổi hợi đúng không? Vâng. Anh con trai bác tuổi hợi á. Vâng. Thì lại đặt bếp lên sơn tuổi. Thì đặt vào cái sơn hợi này không được. Khi đặt lên sơn hợi thì nó hay xảy ra vấn đề là ốm đau bệnh tật mà tai nạn bất ngờ. Vâng. Đấy thì không có đặt bếp vào đây là cái thứ nhất. Vâng. Thứ hai là cái phương vị chính thần là cái phương vị Tây Bắc này. Thì không nên đặt bếp vào cái phương vị Tây Bắc này. Vâng. Đó là phương thứ hai. Thì khi mà đặt bếp vào đây làm cho người trong nhà nó hay mắc các bệnh về xương khớp cuộc sống. Vâng. Đó, hay mắc các bệnh về đầu, đau đầu. Nhá. Là vấn đề thứ hai. Và vấn đề thứ ba này, vấn đề thứ ba là bếp này đang dựa vào nhà vệ sinh. Vâng. Đó, thì trong phong thủy thì bếp này không nên được dựa vào nhà vệ sinh. Vâng. Đấy, đó là vấn đề thứ ba. Nên là mình không có nấu ở đây. Bỏ cái bếp đây đi. Bỏ cái bếp đây đi, chuyển lên đây nhá. Không được. Chỉ có một trong đó thôi. Bây vô đây con chỉ cho này. Giờ bếp nhà mình chỉ có một vị trí đặt bếp ở đây thôi nhá. Một vị trí đấy thôi. Rồi, đây này. Đây này. Cái nhà vệ sinh này này. Cái nhà tắm này là cái bếp đang dựa vào nhà tắm nhà vệ sinh này rồi. Thì cái nhà vệ sinh này đang đúng rồi, không vấn đề gì. Chuyển cái bệ sĩ qua bên này. Cô chỉ sang đây bên này. Đúng rồi. Nhưng cái nhà tắm này còn cái nhà này bỏ đi. Tại vì nhà này là đang đặt vào Tây Bắc. Thứ nhất, thứ hai là cái bệ sĩ này đang đặt vào sân hợi. Đặt đúng vào cái tuổi của thằng con trai luôn. Đó, thì đặt vào sân tuổi thì anh ấy không phát triển được. Nên là bỏ nhà vệ sinh này đi, đưa chuyển qua bên kia. Cái chuyển đi bên nào? Chuyển qua nhà bên đấy. Là tiền trắng nhà tắm. Đúng rồi, là bên đó là cả nhà tắm nhà vệ sinh luôn. Chung, mà bỏ nhà vệ sinh này đi. Nhá. Là mới được. Rồi đây bác muốn làm phòng ngủ đây thì được. Thì nhà này dùng một cái nhà vệ sinh đấy thôi. Chứ mà bây giờ nhà vệ sinh mà thứ nhất là bếp mà dựa vào nhà vệ sinh là không được này. Thứ hai bếp đang đặt vào sân tuổi. Vấn đề thứ ba là cái sân tuổi lại đặt cái bệ sĩ vào cái sân tuổi của anh đấy luôn, nên là anh đấy về đây ở là không có phát triển được đâu. Đó, thì buộc là phải bỏ cái nhà vệ sinh này, chuyển một dùng một nhà vệ sinh trong. Đúng rồi, chính xác. Đào qua đó. Nấu một bếp, đúng rồi, nấu một bếp bên này thôi, bếp kia bỏ đi. Nha. Đúng rồi. Đúng rồi, cái này bỏ đi. Nhưng mà cho ba hỏi, nhưng mà đặt trúng bao hả tại một tuổi thì đặt cái tủ về đứng ở bố vậy. Trong góc cùng. Rồi. Dạ. Tí con chỉ cho. Rồi. Cái này thì có thể làm được phòng ngủ nha. Có thể làm được phòng ngủ. Làm được phòng ngủ. Mà kia vào viết tại làm cái cửa đây nè. Đúng rồi. Cái cho cái tủ. Nhưng mà để cái tên đổi cho mình.
đây nhá. Còn đây này, đây là cái phòng này làm nhà vệ sinh thế nào không bị bắt mà làm được nhá. Thì đục cái đường ống thôi, chuyển cái bệ sĩ vào đây. Đặt cái bệ sĩ vào đây. Được chưa? Còn vị trí chính xác thì nhìn trong hồ sơ. Bác chỉ biết là đặt con đấy là được rồi. Bỏ nhà vệ sinh này đi thôi. Ồ, có con đây. Rồi, ra đây này. Lắp cái cửa vào nhá. Nhà mà chưa có cửa này, lắp cái cửa này lại. Rồi ra đây nữa này. Nhà như vậy là ổn định rồi. Ở trong là bỏ nhà vệ sinh với chuyển cái bếp đi thôi. Chứ không là không được. Cái thứ hai này, khi mà mình dựng cái nhà ngang này này, thì cái đòn dông của cái nhà ngang này đang đâm trực diện vào cái phương vị tây của ngôi nhà mình, thì rất là bất lợi cho người trong nhà. Nhá. Đấy. Đúng rồi, giờ lên phương án là chuyển dọc cái nhà ngang này lại. Nhá. Chuyển dọc lại hai cái. Không, tách rời ra. Tách rời ra. Chuyển dọc lại nhưng mà tách rời ra, không cho sát vào cái nhà này. Bác hiểu không? Đấy. Thì để cái khu vực này chống thoáng ra này. Chuyển dọc lại để cho nó chống thoáng ra. Chuyển dọc lại. Thì để cho cái mái che này này, nó không thành ba mặt kín, nó không thành một nhà, bác hiểu không? Cái mái che này thì bác có để nguyên được, nhưng mà cái nhà ngang này bác chuyển dọc lại để cho cái đòn trong nó không đâm trực diện vào cái nhà này. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để tách rời cái nhà, hai cái nhà này ra, nó không liền mái liền khí với nhau nhá. Đó, đây này, chuyển dọc lại cái đòn trong của nhà này đang đâm trực diện vào cái phương vị không, đặt rồi nó làm cho người trong nhà nó hay xảy ra vấn đề tai nạn bất ngờ lắm, xấu. Đấy, thì chuyển dọc cái nhà ngang này lại, xong bắt đầu là để tách cái nhà này ra nhá. Chuyển dọc thì tách nó ra tầm 1 mét. Đúng rồi, chuyển dọc sát về phía bên đấy luôn để chống cái khu này ra. Bác hiểu không? Hiểu rồi. Nhưng mà ví dụ như muốn phương hướng này, muốn làm lại đâu đây thì lại chuyển cái nhà này sang bên kia có được. Trường hưu này á? Trường hưu đang để im đấy, có vấn đề gì đâu? Không, thì để như thế này có ổn không? Được, không vấn đề gì cả. Nhưng mà xin lời ra là em muốn chuyển làm lên đấy giờ đấy, muốn có nghĩa là thêm á, nội thì thêm á. Để làm gì? Để nội, có nghĩa là anh xin lời ra. À, muốn làm thêm trường hưu nữa gì? Rồi, bác muốn làm ra đâu? Muốn làm ra đấy. Đó là theo cái này nó vượt. Thì làm thêm ra. Cái chuồng nó để nguyên đi, giờ đi làm gì nữa? Không phải rồi. Không cần phải rồi. Chứ còn nhà mình nổi đâu nè. Đúng rồi, cứ nối dài là hàng bên đấy. Được chưa? Rồi. Cái nhà này ngang là quay dọc lại. Rồi nè. Từ cái chỗ này nè, bắn vách xây trồng cây che chắn lại, bắn vách tôn che lại cho con nhá. Che lại. Che riêng ra, không có liền với cái nhà này đâu, không liền với cái mái này đâu. Cái mái này chỉ là mái che thôi. Bác hiểu không? Che đây này để cho cái khí xui ở cái chuồng trại này nó không có bốc vô nhà mình. Cho nó khỏi ruồi muỗi. Có nghĩa là che phía bên chuồng hưu. Đúng rồi, che phía bên chuồng hưu, nhưng mà phải để khoảng trống mưa rơi nắng chiếu xuống như này. Bác hiểu không? Chứ không phải che liền vào đây đâu, nó thành một nhà luôn đó, thành một nhà thì cái chung cung của bác là mãi ngoài này cơ. Là công năng ở trong nó sai. Hiểu không? Là bác nói với con trai là quay dọc cái nhà này lại. Rồi để chống thoáng cách cái nhà này ra tầm 2 mét này. Thì nếu quay dọc cái nhà này, quay dọc sát qua bên này. Sát bên này quay dọc lên. Là còn quay chút nữa đây. Đúng rồi, quay dọc lên đây. Làm chuồng hưu là đúng rồi. Làm chuồng hưu ở đấy. Cái chuồng hưu phải nổi ra đường nữa có được. Chuồng hưu bác nuôi ở đâu được, nuôi hẳn ở bên này được. Ở làm năm 6 này á. Dạ. Cái nhà gỗ này có làm gì không? Cái nhà gỗ này thì cứ muốn để vô vắt. Không làm gì thì quay lại làm cái chuồng hưu. Chứ để làm gì cho phí. Vâng. Có làm gì đâu. Vâng. Nhá. Vâng. Không làm gì thì chuyển hẳn cái nhà gỗ ra đây này. Vâng. Xong vây khung lại thôi, làm cái chuồng hưu vào đấy. Vâng. Là được. Vâng. Chứ đừng có làm thêm nữa tốn tiền. Vâng. Rồi cái chỗ này nhá. Rồi cái chỗ may mái này cứ để chống thuông này để xe thôi nhá, không có làm gì nhá. Nhưng mà nếu mà chuyển cái nhà này đi, rồi làm nổi cái rạp cho cùng với cái nhà tổ nữa có được không? Được, nhưng mà bác mà vây thì ba mặt kín nhá, bắn tôn kín hết lại thì đây nó thành cái nhà luôn. Vâng. Thì lúc đó thì công năng ở trong nhà nó sai. Bác hiểu không? Hiểu vấn đề. Nên là cứ để thẳng như thế này thôi. Chứ không bắn tôn kín à? Không. Bác hiểu này. Cái chung cung nhà của bác đang như thế này. Rồi. Đang ở đây. Rồi. Bác lập thêm cái máy này ra đây. Rồi. Thì cái chung cung nhà bác ra tới ngoài này. Rồi. Thì các vị trí trong nhà nó sai phong thủy. À. Bác hiểu không? Có nghĩa là đang đúng rồi nhưng mà bác lập kín hết lại cái này thì nó thành sai. Nên là chuyển cái nhà này ra đây để làm thêm một cái chuồng hưu nữa. Thì cái mái tôn này thì bác để im vậy thôi, để chống thoáng cái khu vực này thôi, bác làm sân thôi. Bác ăn uống hay bác làm gì làm này để chống thoáng thôi. Không, chỉ là em nói là muốn bẫy quánh á, xây theo hàng cột này á. Có nghĩa là khép kín á, khép kín theo hàng rào á. Không được. Không được à? Đúng rồi. Chứ vẫn phải để trồng đi chứ không xây được hành lang xây quánh liền. Không. Nếu xây vậy thì công năng trong nhà nó sai. Cái đây tác dụng của nó chỉ là mái che thôi. Đó. Chứ không bây giờ mà vây kín thì nó bí. Thứ hai là nhà nó sai. Thế rồi thì làm theo kiểu trường nữa có được. Để làm gì? Để còn nhà làm theo bông đi rạp á. Rồi là ra cổng á. Để làm gì? Không. Còn nhà làm khép kín cái bông cưới trước ấy á. Bắt là mái che ra đấy chứ gì? Thì ra ngoài cổng luôn á. Đúng rồi, nhưng mà để làm cái gì?
không có nghĩa là khép kín vùng cửa lại để vào nhà để. Đúng rồi, nhưng mục đích bác làm cái xe là để làm cái gì, làm vấn đề gì? Em muốn làm cái rạp trước ấy nữa để bảo vệ cái cửa đấy. Ôi dồi ôi, nó xấu cái nhà đi, nhà bác đang đẹp lại lập mái ra làm gì nữa? Thì lấy ảnh hưởng cái cửa. Hả? Ảnh hưởng ăn rồi bao mạnh quá. Nó hỏng cái cửa hả? Ảnh hưởng cái cửa. Hỏng cái cửa thì thay. Hả? Nó rọi vào thì ngày xưa thì bác làm luôn cái nhà đóng tôn thôi, chứ nhà đẹp thế này bác lợp cái mái che ra thì thôi, còn cái gì nữa là cái nhà. Làm cái lúc đầu đính làm đạp, nhưng mà lại làm cái bạt này, nhưng làm cái bạt này thì bị gió nám quật cho bất tin hỏi đâu. Nói chung là cũ thì sơn lại mới để vậy thôi. Nắng thì trồng thêm lên 1-2 cây bên này này che cho nó mát nhá. Trồng thêm một cái cây, hai cây lục vừng hai bên được. Cho nó mát, không cần phải che như kia đâu. Nếu mà che như kia nó vòng hết ra đây á, nó che hết cái nhà lại xấu lắm. Mà không đẹp làm phong thủy cũng không được. Được chưa? Nếu mà làm rạp trồng được có được không? Được, nhưng mà không nên. Trồng hai cây vào đây. Cái tiền làm rạp mua hai cây trồng vào đây là được. Nó vừa che mắt, trồng hai cây như này này. Trồng cây tổ. Ừ. Thì xù lại bao lên quất chỗ nhà. Không vấn đề gì. Rồi bao quất. Còn bác muốn làm cũng được thôi, nhưng mà nó xấu. Không cần thiết. Đó, quay dọc này là tháo toang này ra nhá. Cái này là mái che thôi. Làm mái che cho cùng. Tháo này có nghĩa là được. Đúng rồi, không được, để chống hết khu này. Nói với em là như vậy nhá. Trong về đó. Bắn tôn ở đấy. Không có bắn tôn bên đó, bắn tôn hẳn bên kia kìa. Đó, bắn tôn ở bên có nước ché lại. Đúng rồi. Để cho khí bên đó khỏi tràn xuê qua đây. Tháo cái này ra. Dọc lại. Được. Nhưng mà bà cứ lợp ra làm gì cho tốn kém, bà có ngủ ngoài này đâu, bà có ăn ngoài này đâu, lợp ra làm gì nữa? Thì muốn làm thì cho thách á. Trời ơi, làm hết ở đây luôn. Thôi để tiền cho con cho cháu nó ăn chứ bây giờ làm gì cho tốn, nhà có ở đâu. Cả cái nhà to này có hai bà cháu ở. Xây làm gì cho lắm. Ba thì không làm được nhưng mà em muốn làm. Em nó có ở đâu mà làm ba, cho lắm. Nếu không qua đợt lục này, không có đợt lục này là em muốn làm rồi. Thì phải ba phải hỏi cho kỳ. Đấy, nói với em là làm thế thôi, không có làm nữa, làm tốn tiền. Mà làm ra nó sai rồi đó. Làm đến thế thôi. Phía trước trồng thêm hai cây cho mát là được rồi, mà không trồng cũng được. Lát xanh thì lát thoải mái, để tiền nó mà lát xanh. Đúng rồi. Đừng có lợp gì nữa, đừng có làm gì nữa. Làm thế thôi. Đó. Nhưng mà làm thì có ảnh hưởng không? Xấu. À, chỉ có xấu giống ảnh hưởng gì nhỉ? Có. À, đúng rồi, không nên làm. Tốn tiền. Nhá. Tiền nó để làm gì thì làm cất đi. Chứ đem làm bay ra tốn tiền. Nhà để vậy là đẹp rồi. Phong thủy thì trong phong thủy thì yếu tố đẹp cũng là một cái vấn đề. Nhá. Chứ mà bây giờ mình làm nhà máy Nhật đẹp vậy rồi xong rồi để chùm hết cái máy tôn vào thì nó tác dụng gì nữa đâu. Vậy thì ngày xưa bác làm luôn cái nhà ống luôn cho nó khỏi mưa gió, chứ che làm gì nữa, đúng không? Người ta làm cái nhà để cho nó đẹp, cho nó khang trang, xong rồi làm cái máy tôn ụp vô cái nhà đó thì còn tác dụng gì. Vậy thôi, chứ ngày trước thì đổ bê tông luôn là xong, cần gì nữa. Làm gì cho nó đẹp, làm gì cho nó tốn tiền, đúng không? Đây là giống như bác này, cái nhà bác đang đẹp đây này, bác này bác ụp cái che lại có thấy cái nhà này đâu thì thôi bác làm luôn cái nhà ngõ như kia ở cũng sướng hơn, đỡ tốn tiền. Đây này, đây với tôi như nhà đấy mà ở. Chứ nhà đang đẹp rồi che hết tôn lại, thứ nhất là tốn tiền. Thứ hai xét về phong thủy thì nó không có đẹp. Thứ ba là nhu cầu của mình không có. Nhà chỉ có mấy bà cháu thôi. Nhu cầu không có thì mình xây ra làm gì cho lắm. Nhá. Đó là như thế. Vì cái này cũng vậy này. Bác lợp mái che là như thế này là đã là quá rộng rồi. Rồi bác lợp thêm một đoạn ra phía sau rồi có làm cái gì đâu. Bác cũng có ngủ ngoài đấy đâu. Cũng không có che đồ, cũng không có để xe. Không có làm gì hết thì mình che làm gì cho tốn tiền. Đó. Rồi cái nhà này cũng vậy này. Cái nhà này không làm gì hết. Mà bây giờ bác muốn mở thêm cái chạy hưu ra đúng không? Chuyển cái nhà ra đấy làm thêm cái chạy hưu. Nhá. Chứ giờ làm thêm một cái chạy hưu nữa lại tốn tiền. Mà trong khi đó cái nhà này chả làm gì cả. Đó. Vậy thôi. Đó, lưu ý cho con mấy là con tiền đó thì để mà lắng nền này, làm cổng này. Rồi làm cửa này, cửa thì chưa có rồi làm toàn cái gì không? Cửa thì phía sau còn chưa lắp cả cửa nữa. Cửa thì chưa có mà làm những cái không cần thiết. Thế thì thôi làm gì, làm cái máy che để làm gì? Không, đầu tư lên nặng nó vượt cho cái cửa. Cửa nó cũ thì thay. Sơn lại. Một năm sơn lại một lần. Hoặc là 3 năm sơn lại một lần. Nhá. Chứ làm cửa đầy nhà, con nói thật đây này. Nhiều nhà làm xong đây này. Đây này này. Trong cái bình này xuống đúng không? Vâng. Đó, xong rồi cả năm cả đời mới mở ra được đi được cái cửa trước. Con nói thiệt. Xong bắt đầu đúng được mở được 3 ngày Tết, còn lại là cái đóng kín lại, sợ hư cửa. Thế thì thôi chứ làm một cái cửa để làm gì? Cái cửa là để đi lại, nạp khí, mang lại tài vận. Với lại nó làm cho cái ngôi nhà nó khang trang lên. Xong mình đem mình che bịt lại thôi chứ còn cái gì nữa đâu.
nhá. Cửa nó cũ thì sơn lại. Nó hỏng á, nếu mà ngày xưa mà làm mà sợ nó hỏng á thì bác làm cái cửa này này. Muốn đời không bao giờ hỏng nhá, nắng mưa rơi nắng chiếu thoải mái. Đấy, nó hỏng thì sửa lại. Chứ bây giờ cứ chắn với che vậy thì còn tác dụng gì của cửa đâu. Thế thôi. Nói vậy thôi. Chứ đừng có bay ra nữa tốn tiền.